Cuộc sống sự nghiệp hiện tại của Chi Dân, mẹ mất, bạn gái bỏ đi, ở ẩn. Nam ca sĩ Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, bắt đầu tham gia showbiz từ năm 2013 với màn cover ca khúc Mất Trí Nhớ, khiến khán giả ấn tượng. Đến năm 2016, Chi Dân mới chính thức bùng nổ với bài hit Điều Anh Biết. Nam ca sĩ gây thiện cảm với chất giọng trầm ấm cùng giai điệu âm nhạc trẻ trung, sôi động. Sau 10 năm đi hát, Chi Dân được khán giả biết đến rộng rãi với loạt ca khúc đình đám như Buồn Một Chút Rồi Thôi, Biết Không Em, Kết Thúc Vẫn Là Anh Không Sao Đâu. Đặc biệt, anh còn có khả năng sáng tác, tạo nên nhiều bài hit Anh Muốn Em Sống Sao của Bảo Anh, Giả Vờ Nhưng Anh Yêu Em của Miu Lê. Tháng 6 năm 2022, Chi Dân đã tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ca hát và lần đầu tiên nói về những biến cố của cuộc đời. Nam ca sĩ cho hay, việc mẹ mất đã khiến anh sốc và mất phương hướng trong một thời gian dài. Quá nhiều biến cố xảy ra, làm lúc tôi muốn buông mình nhưng âm nhạc may mắn đã kéo dần lại được. Giờ niềm vui với tôi là lao đầu vào âm nhạc. Giờ đây, mọi người thấy tôi sẽ liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm. Đó là cách Chi Dân tri ân mẹ mình khi luôn động viên tôi trên con đường âm nhạc. Giọng ca Mất Trí Nhớ cho hay, nam ca sĩ thường xuyên vướng vào tin đồn tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai từng để lộ nhiều loạt hin hẹn hò, nhưng Chi Dân lẫn ngọc nữ điện ảnh chưa một lần xác nhận. Sau khi mẹ mất, Chi Dân rơi vào trầm tư, phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để tìm lại bình yên trong tâm hồn. Nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân đã suy nghĩ đến cái chết vì trải qua giai đoạn kinh khủng nhất đời, khi cả mẹ và bạn gái đều không còn ở cạnh. Cũng trong tiệc sinh nhật và kỷ niệm 10 năm ca hát, Chi Dân chia sẻ một loạt dự án mới gồm MV Đừng Khóc và phim âm nhạc ngắn Quan Tâm Hay Không Quan Tâm do Trần Việt Anh làm đạo diễn. Đây là sản phẩm được Chi Dân ấp ủ từ lâu, là series bao gồm nhiều bài hát cùng các câu chuyện nối với nhau và được quay ở nhiều nước châu Á. Tuy nhiên, hiện tại đã 9 tháng trôi qua, Chi Dân mới chỉ tung ra teaser MV Đừng Khóc và chưa tung ra các sản phẩm âm nhạc như đã chia sẻ. Nam ca sĩ có đăng tải những vlog đời thường và chưa từng có động thái trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Bên cạnh đó, Chi Dân cũng biến mất trên mạng xã hội lẫn các sân khấu lớn nhỏ. Tháng 3 năm 2023, Chi Dân bất ngờ trở lại mạng xã hội với bức ảnh gây bão. Trông nam ca sĩ có vẻ nữ tính hơn so với những hình ảnh nam tính thường thấy. Cư dân mạng còn đặt nghi vấn Chi Dân đã can thiệp giao kéo vì trong gương mặt của giọng ca làm vợ anh nhé thon gọn lạ thường. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng diện mạo thay đổi là vì Chi Dân đã giảm cân so với trước, hoặc loạt ảnh trên có thể đã được chỉnh sửa hơi lố tay mà thôi. Gần đây, một số cư dân mạng đã vào trang cá nhân của nam ca sĩ để lại những bình luận ẩn ý, đồn thổi chuyện nam ca sĩ bị bế lên phường. Khán giả cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt và mong Chi Dân vượt qua được những đau thương, biến cố trong quá khứ để nhanh chóng trở lại với âm nhạc như nam ca sĩ đã từng.